Cửa hàng Minh Nguyễn Audio xin chào toàn thể các bác quý chị yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu và tiếp cho các bác một siêu phẩm đẩy 4 kênh dòng thương hiệu của ASZ. Thì con này thì với mã model là PQ10.13, công suất là 1300W trên một kênh, sử dụng mạch Canat Y nhá các nhá, đời cao cấp nhất hiện nay. Thì về hình thức thì còn khá là đẹp nhá các nhá. Mặt màu đen. Đấy, con này nó là hàng bãi nha các nhá. Hàng bãi. Thì bãi thì con này nó đời sản xuất 2021 nha các nhá, đời 2021. Đấy. Rất là đẹp luôn. Chúng hàng hãng các bác nhìn quá là xịn sò và đẳng cấp. Sử dụng chạy sò Sanken. Sò Sanken nha các nhá. Đấy. Sò công suất là sò Sanken. Dòng sò rất là hay. Sò chất tiếng ra trong và chi tiết. Cho những các bác nào muốn nghe nhạc vàng hoặc những cái thể như là loại nhạc bolero đấy và hát karaoke, con này rất là hay luôn. Máy móc đẹp phiêu luôn. Máy thì tình trạng máy thì bên em về chỉ vệ sinh một hơi thổi bụi thôi, bên em sẽ không vệ sinh nước nhưng mà nhắc nên là nó có hơi một tí bụi bám vào những cái cánh quạt, thổi bụi nó sẽ không sạch được bằng anh em sửa nước đấy. Này hàng xịn sò, hàng chính hãng luôn. Đấy. Có mã model dập ở trên này. Mã QR. Máy móc tình trạng zin nguyên bản nhé các nhá. Tất cả đẹp zin nguyên bản. Đây là thông số 6 lít của nó. Thông số 6 lít đây. Đấy, thông số giảm. Trên chế độ đánh, chọc kênh. Giới hạn tín hiệu đầu vào. Tất cả những cái rác các bác nhìn này đồng hết các bác nhá, đồng chóe luôn, nó làm rất là xịn sò luôn. Con này thì sẽ hai đường vào này, bốn đường vào, bốn đường linh ra, bốn đường vào, bốn đường linh ra. Đây tem, tem này thì tem vỡ các bác nhá, nguyên bản của nhà sản xuất. Đấy, thì tháo được thì nó cho bụng tem này, tụ còn rất là đẹp. Tụ này tụ chạy điện áp 200V nhé các nhá, tụ điện áp 200V. Đấy. SAE. Đấy. Các nhá, SAE. Cái hãng SAE là một hãng rất là nổi tiếng các bác nhá. Đấy, chuyên sản xuất về những dòng đẩy công suất lớn. Thương hiệu SAE là một tập đoàn rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Công ty cực kỳ là to và lớn luôn. Đây em sẽ thử cho các bác. Qua chất âm con đẩy em đánh bọc và đuôi bát 25 thương hiệu của Dubanet nha các nhá. Dubanet, một dòng thương hiệu đến bọ cạp đến từ Đức nha các nhá. Con này thật sự các bác này về độ chất của nó thì thôi rồi. Đấy, quá phiêu luôn. Đây là thông số của em nó. Đây. Mã QC đây. Đấy. Bát 25. Công suất con này thì từ 250W đến 500W. Đánh giải từ 60 hẹt đến 18 kHz, độ nhạy 9-7 dB các bác nhá. Đấy. Dual audio. Đấy. Cái này con này các bác có trang web của nó. Một dòng loa thương hiệu Đức thì rất là nổi tiếng rồi nha các bác nhá. Đấy. Tất cả còn rất là đẹp, hình thức cũng rất đẹp. Số lượng em bây giờ em còn có 2 đôi thôi. Trước còn về hơn chục đôi. Đấy. Nhưng mà bán gọi là các bác vừa bán cho thợ này, vừa bán cho anh em dân này. Đấy. Hiện tại là chỉ còn 2 đôi thôi. Và 2 đôi này tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Đây cho các bác nhá, tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Đẹp chưa? Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, dòng thương hiệu này các bác chơi thì quá hay rồi. Thì em sẽ thử qua một con đẩy đây để các bác nghe, đánh chất âm mộc thôi nha các bác nhá, từ máy tính ra các bác nghe này. Ngỡ như đã quên nhau rồi, thế
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm. Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa môi trời. Tim em càng thêm tha thương mỗi khi thấy mưa lại rơi. Mặc cho thời gian qua nhưng sớm mai thấy anh quay về. Đã xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa. Kém chất lượng và những quân đẩy đánh ra kém chất lượng đấy, nó sạch cực kỳ luôn. Đây em đánh trực tiếp mà các bác nghe nó tiếng nó sạch như này rồi đấy, nghe như là một con đã qua gọi là lân tiếng hoặc là qua vang số đấy, đấy mà nghe tiếng rất là sạch như này. Với con đẩy thì công suất 1300W như này thì các bác có thể đánh phun đôi xúc kép từ 22-100 các bác chơi được nha các nhá. Đấy dòng, nhưng mà dòng mạch cả đất y như này các bác nên đánh phun thì nó sẽ hay hơn đánh xúc. Đánh xúc thì tiếng nó sẽ sáng, nó không sâu bằng những dòng mạch cờ đắt hắt đánh hồn xuyến. Hồn xuyến bây giờ đánh tiếng xúc nó sẽ được sâu và nó mềm hơn những dòng hồn xung. Xung thì nó gọi là thiên về nổi. Và những đôi loa như này thì của em cũng xin báo giá luôn để cho các bác được biết. Loa thì bên em đang bán ở mức giá là 6.500.000 một đôi. Một dòng gọi là mã model của Dubonet, dòng mã đời cao nhé các bác nhé. Và hình thức thì các bác đã nhìn rồi, con này về hình thức thì không thể chê được một điểm nào, nó rất là đẹp. Các bác có thể để đứng hoặc để treo để ngang cũng rất là đẹp đấy. Và con đẩy như này thì bên em xin báo luôn để giá để cho các bác anh em được in thiếu. Với một con đẩy hàng bãi, hàng thương hiệu xịn sò như này, công suất là 1300W trên một kênh, sử dụng mạch Carat Y đời cao nhất hiện nay, đời 2021 nha các bác nhá. Đấy. Máy sản xuất 2021 còn rất là đẹp. Tình trạng là zin nguyên bản. Đấy. Và chế độ bảo hành thì vẫn bảo hành cho các bác 5 tháng nha các bác nhá. Đấy, bảo hành cho các bác 5 tháng và giá em xin báo luôn để cho các bác được nghiên cứu và tham khảo. Giá con này bên em đã bán là 12.500.000. 12.500.000. Đấy, bao đẹp, bao zin, bao chất cho các bác chơi. Đấy, bảo hành 5 tháng. Đấy, hàng bãi thì các bác nhìn này. Đấy, nó sẽ rất là xịn sò nhé các nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn các bác. Linh kiện này, tất cả những dòng này nó đều là sử dụng linh kiện cắm hết các nhá, đều là linh kiện cắm hết. Đấy, tất cả đều là linh kiện cắm. Đấy, từ đây máy đang chạy nên là em không ấy, nên là em không tháo được vỉ ra thì cái, các bác nào cần video tháo vỉ bên trong thì em sẽ gửi qua Zalo hoặc Facebook để cho các bác xem. Đấy thì các bác nào khi xem video nếu thấy hay cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi những video những mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày. Và đây cũng là số điện thoại Zalo và Facebook 0955778338. Các bác ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thôi ở video này em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Auto Minh Nguyễn, và xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo.